Người dân Miến Điện đang biểu tình phản đối trước Đảng Cộng sản Trung Quốc với biểu ngữ Fuck China, bạn nghĩ sao? Chả có gì để nghĩ. Chuyện đó là chuyện của phe phe bạn Aung San Suu Kyi thì biểu tình chỗ đó. Còn phe quân đội thì nó khác, giờ hai phe bực nhau thôi. Chuyện chỉ là một phe thôi, sao bạn vừa khẳng định là người dân Miến Điện, đúng không bạn? Người dân Miến Điện là gì? Họ chỉ là người dân Miến Điện, một phần trong người dân Miến Điện thôi chứ không phải là tất cả người dân Miến Điện. Đúng không? Cái chuyện đó là chuyện giờ đấu đá nội bộ, hiểu không? Cái rồi chuyện nội bộ của Trung Quốc, của lộn bậy xin lỗi, chuyện nội bộ của Myanmar ngày hôm nay á, là lùa là Mỹ á, nó đập bàn cái đùng, nó kêu cấm vận Myanmar cho bố, rồi xong bà Trung Quốc đập bàn lại cái đùng, chuyện nội bộ kệ bà nhà nó, đó là Trung Quốc rép không chuyện thôi, bình luận gì à, gì Duy Nguyễn xe bài báo tai nạn giao thông ở Mỹ chứ chưa nhìn lại Việt Nam tai nạn người ta trên cao tốc, chứ có phải như Việt Nam một ngày mấy chục vụ dân sinh đường bình thường đâu. Thì tao nói thiệt mày nghe nha, phản động bây giờ ở đường bình thường chạy nó bị che khuất tầm nhìn, chạy nó bị bụi, nó bị ổ gà ổ chó ổ voi thì tai nạn nó là chuyện bình thường. Còn bây giờ cái đường cao tốc mẹ đường láng o tầm nhìn sáng rõ mà mày bị tai nạn là cái chuyện mày bất thường. Vậy thì cái việc mà tai nạn ở đường cao tốc đáng chửi hơn so với tai nạn ở đường bình thường, ok đó, mấy bạn có phụt không? Nên mở rộng ra cái việc tai nạn ở Việt Nam là cái chuyện bình thường, đúng không? Còn tai nạn ở bên Mỹ là cái chuyện bất thường. Tại sao đường ngon vậy mà chạy còn tai nạn, đúng không? Tại sao mày có tiền đi xe hơi mà đụng chết người, nhục đầy ra đó mà cứ thích ngụy biện cơ, thật kỳ cục, đúng không mấy bạn? Giận thì chịu à, nó mấy bạn giận thì tôi chịu, nhưng mà đó là góc nhìn của tôi, đúng không? Đường thì chạy bon bon, xe thì xe hơi không à, mà đụng một phát 133 chiếc xe hung nhau chết 6 mạng cái cây ấy. Ở Việt Nam thí dụ nghèo khổ này nọ kia chạy xe hơi chạy chung xe máy này nọ nó va chạm mình dẫn tới tai nạn chết người thì ok cũng còn thông cảm đi, nói chung là cái hoàn cảnh đó thì nó cũng khó. Nó mấy bạn thấy tôi nói có lý không? À, bên người ta nhiệt độ thấp, mặt đường đóng băng nên trơn trượt, mày so sánh kiểu gì vậy? Ủa mặt đường đóng băng trơn trượt mày đuôi hay sao mày không thấy đường mày chạy, mày nói cái kiểu gì mày cũng chết hết rồi, đúng không? Mày biết mặt đường trơn trượt thì người ta phải slow down lại, người ta giảm tốc độ là người ta bò bò từ từ qua thôi. Cái gì cũng có mà có văn minh là không có, hợp lý chưa? Mình phải giữ khoảng cách an toàn, nó giữa hai xe là cách nhau 100 mét, mày chạy tốc độ bò bò thôi, đụng cái kiểu gì mà 133 chiếc hung nhau, mày nói tao nghe coi. Còn mày học mày bằng cái bằng lái mày đi thi thì mày mua bằng hả, mày vô mày trình bày với bolit đó, con bolit nó nói, bolit nó nói là gì? Câm mồm, muốn gì muốn ra tòa án, tao viết cho mày cái tí kịch nè, còn mày nộp hay không là chuyện của mày. Đó là cảnh sát Mỹ nói nha. Đường cao tốc mà mày kêu bò là sao? Cao tốc người ta giới thiệu tốc độ nha mày. Thôi mày bớt ngáo, mày bớt ngu đi con. Lúc mà cái đường có accident đó là phải slow down. Mẹ dốt mà ham nói nữa, cái thằng nghèo thấy bà nội luôn bàn về Mỹ. Không phải khinh người nghèo mà tao khinh mày đó, mày nói chuyện khùng vừa thôi con. Đủ cái đường người ta đang sửa, cái đường người ta đang bị trơn trượt do tuyết, do mưa. Đó, này nọ kia thì phải slow down, mày có đi học bằng không? Mẹ nói chuyện như thằng ngáo. Tại sao ở bên Mỹ dù chuyện nhỏ cũng được đem ra tòa vậy anh? Ở Việt Nam chưa thấy. Tại bên Mỹ nó rảnh, nó kiện nó lấy tiền, em hiểu không? Ở Việt Nam này, người ta kêu hòa giải thôi, không ai rảnh đi xử mày ơi. Khác nhau, ở Việt Nam mình là dân tộc, mình là đồng bào. Ở bên Mỹ nó không có đồng bào, hiểu không? Bên Mỹ là thằng A, thằng B thôi. Nó kiện tụng nhau để gọi là gì? Nó kiếm tiền. Mà thằng luật sư ở giữa anh ăn tiền, hiểu chưa? Nên cái thằng luật sư là thằng nó kích động đi kiện. Đó, tất cả cái gì cũng kiện hết á. Thí dụ bây giờ bên Mỹ đi, mày đẻ ra đứa con đi ha, mà mày cho con mày ở nhà không cho đi học á, thằng con nó gài được sự kiện này là chết bà mày luôn. Nó mày đẻ ra mà không cho nó đi học là thấy bà luôn, chết rồi xong hả. Mà nó hổn với mày đi, mày lỡ mày nạt nó một cái xong rồi mày khó đầu nó một cái, nó kiện mày ngược đãi trẻ em. Trời ơi trời, tao nói thiệt với mày, xã hội nó không vậy đó nha, chịu không chịu thì thôi à. Cái này là anh nói về sự khác biệt, anh không có bình luận nha mấy bạn, anh không có bình luận nha. Mất công mấy bạn nói mình bình luận về nước Mỹ này nọ mệt lắm. Ủa không thích đâu ta. Gì à, đụng mấy trăm chiếc chết có 6 mạng, còn ở Việt Nam quẹt hai chiếc xe khách với nhau lụm lẹ mấy chục mạng ở đâu? Lụm lẹ mấy chục mạng ở đâu mày nổ tao nghe coi. Đâu lụm lẹ mấy chục mạng ở đâu? Tao kiếm ra được vụ nào tông chết mấy chục mạng một lần, mày thua tao nha Duy Nguyễn, mày kiếm rõ ràng cái đã. Mày kiếm để tao đam nữa chứ tự nhiên mày kiếm ra cái tao thua lãng xẹt. Đúng không? Không có cái vụ nào bằng cái vụ mà rớt biển chết nhiều hết á. Nên tao lấy cái vụ đó ra đam được không? Bu lao. Anh không muốn nói rồi, nó chọc anh nha mấy em, xin lỗi bạn, anh xin lỗi mấy bạn vụ đua biển nha, anh xin lỗi mấy bạn vụ đua biển, anh hơi lỡ lời, anh nói lẽ anh nói chung anh không nên nói đó, nhưng mà tại thằng này nói chuyện sốc quá bạn.
nó bỡn cợt trên dự tai nạn của Việt Nam, bây giờ nó hơn thua tai nạn nè, nó muốn hơn thua tai nạn nha các bạn. Anh Duy bình luận về phiên luận tội ông Trump đi em. Ủa đi anh, em thấy khả năng cao là Trump sắp được cùng tay không? Anh nghĩ là tới giờ phút này thì vẫn chưa kết tội được ông Trump. Tại vì đơn giản á, cái phiên tòa ông Trump là cái phiên tòa mỹ dân, cái phiên tòa danh dự là chính, đúng không? Cái đánh vô niềm danh dự là chính để lôi ông Trump ra hạ nhục chơi cho nó vui vậy đó. Nhưng mà bây giờ nói gì nói, có cãi gì cãi, có đưa ra bằng chứng cái con khỉ gì em không biết. Nói tóm lại là phải 66 trên 100 ông thượng nghị sĩ bỏ phiếu luận tội, ông này mới bị tội. Nó làm gì làm phải tới cái đường đó mới được. Còn bây giờ ông cho coi video, cho coi gì để nó thoải mái vô tư. Cái tới cái ngày bỏ phiếu kìa, tới cái ngày bỏ phiếu kìa, nếu mà 66 phiếu ăn, 65 phiếu rớt, mà để cho có 66 phiếu á, thì anh nghĩ là sẽ rất là khó. Rất là khó. Tại vì mỗi đảng 50 ông. Đó. Vậy thì phải có 16 ông đảng Cộng hòa phản bội. Mà 16 đảng Cộng hòa mà chơi ông Trump á, thì cái kèo này hơi bị hiếm. Em mới đọc trên CNN, Thượng viện thuộc phe ông Trump lật kèo đồng minh đồng tình luận tội. Lật kèo nhưng mà bao nhiêu ông? Cái đó là người ta thăm dò, em hiểu không? Cái đó là người ta đang trong cái tiến trình luận tội, và mấy thằng phóng viên nhà đài nó đi thăm dò. Giống như cái vụ vụ bầu cử vậy đó, thăm dò tỷ lệ thắng giữa Biden với Trump thôi. Còn tới cái ngày mà gọi là ngày bỏ phiếu kìa, em cứ chờ ngày bỏ phiếu đi. Ở bên đảng Cộng hòa mà 17 ông phản bội, 16 ông phản bội là cỡ như Trump đi bắn muối luôn. Đó, còn ít hơn số đó thì Trump rung đùi vô tư. Xong rồi Trump đập bàn, ê tụi mày diễn xong chưa? Tụi bay hạ nhục tao, tụi bay hạ nhục anh hả hê rồi vậy? Rồi giờ anh về được chưa? Phải trả lời dạ anh về đi anh. À, nếu ông Trump bị kết tội, đơn giản là ông Trump không được tái tranh cử hay đi bán muối luôn anh Duy. Nhiều chứ em. Thứ nhất, nếu mà ông Trump bị kết tội tức là sao? Giống như là giờ cắt chức cựu tổng thống. Đó, là đầu tiên là cắt chức cựu tổng thống. Thì cái vụ này nó chỉ là cắt chức cựu tổng thống thôi. Cắt chức cựu tổng thống thì sao? Thứ nhất, không được tranh cử. Thứ hai là bị mất hết những cái quyền lợi mà về hưu, lương hưu nè, con cái được support nè, rồi được tham gia trong hội cựu lục bộ coi vô 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 rút kính của cựu tổng thống nè, rồi được vệ sĩ nè, đó mấy cái đó bỏ hết. Thì khi mà bỏ mấy cái này Iran nó mừng lắm, bây giờ Iran nó mừng lắm bạn, giờ nó ra đường nó bên bên bển bên nó thật sự với bạn, bên Mỹ gốc Iran nhiều chứ, nó ra đường nó xiên cho một cái một dễ ẹt. Lúc đó là ông Trump ông phải bỏ tiền thuê vệ sĩ riêng, nhưng mà nó lúc đó là ông Trump ông không còn là gọi là một cái gì đó đại diện cho quốc gia, thì đó, cái ổng phải là một cái gì đó đại diện cho quốc gia thì cái khiên của ổng nó mới chắc. Còn bây giờ ổng là giống như là doanh nhân bình thường thôi, cái đó là cái tệ. Còn chưa kể là nó đập được cú này rồi á thì nó sẽ mở rộng một điều tra, nó điều tra hết tất cả những cái gì mà liên quan của ông Trump từ xưa tới nay, nó hiểu không? Thì khi mà một cái vụ án nào mở ra thì khi kết tội nó tùy là tội hình sự hay là tội về hành chính hay là tội kinh tế, nó tùy. Nếu lật kèo luận tội Trump thì đảng Cộng hòa coi như toàn tàn tàn chứ không phải toàn, đúng. Tại vì bây giờ nếu mà lật kèo ông Trump nó sẽ xảy ra hai vấn đề, tức là đảng Cộng hòa chia rẽ, một cái đảng Cộng hòa của Trump và một cái đảng Cộng hòa không Trump đó. Thì ông Trump này sau ra ông sẽ lập cái đảng mới, ông lập cái đảng mới thì những thằng nào nó bất mãn với đảng Cộng hòa hiện tại nó qua cái đảng mới của ông, thì là đảng Cộng hòa cứ như toàn đảng Dân chủ mà không ăn hết. Nếu ổng bị kết tội thì kích động bạo loạn hậu quả chết 5 người, nếu chỉ đơn giản xóa bỏ tư cách tổng thống thì hơi nhẹ. Trời đất ơi, thí dụ như bị cái này á là bị kết tội kích động bạo loạn, nhưng mà ở cái mức độ á, là ổng đưa ra lời nói này nọ kia thôi, chứ anh nghĩ cũng không khó thế nào mà dùng cái tội này mà bắt ông ở tù. Chỉ có cái phải muốn bắt ông ở tù phải là cái tội khác, chứ còn cái tội này anh nghĩ là chỉ là tước tổng thống thôi là ngon rồi, là nặng lắm rồi. Ông vậy xong rồi nó sẽ, nếu mà vậy thì ổng sẽ ngồi ổng kiện lại là tại sao khi tao bóp ra thằng Twitter mày không bóp mũi tao liền đi, mày chờ cho nó đi đã đời rồi mày mới bóp mũi tao, vậy mày đồng phạm mà. Ôi tôi lừa hết mệt quá. Sao nghe bên Mỹ lập đảng mới dễ với anh, không dám dễ đâu, đậu đảng mày phải nhiều người theo đúng không, phải phải phù hợp với hiến pháp, phải đi nộp đơn này nọ kia ok đó mới được chứ tự nhiên đâu ra. Rồi chưa kể cái đảng mày phải tranh cử thành công ở ở, ở trong từng cái city nhỏ 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 nữa rồi mới được tranh cử mấy cái lớn, chua lắm không giỡn đâu. Nói mỹ mào là đúng, có luận tội gì đâu mà vẫn làm màu mè, y như lúc đòi kiện gian lận bầu cử, khối ông Việt Nam vẫn hy vọng hài. Ủa giờ mỹ mào nó hy vọng gì nữa bạn?
Theo anh thì Obama xấu hay đẹp anh? Ông Obama xấu trai hơn anh thôi, nhưng mà có vẻ là ông cao hơn anh đó, nhưng mà nhan sắc của ông Obama thì không bằng anh. Em thấy nền chính trị bên Mỹ nó cứ thứ hạ tấu hài sao á anh, không như Việt Nam họp hành quốc hội các thứ ở Việt Nam nghiêm túc và tôn trọng nhau. Ví dụ như luận tội Trump, ai cũng biết là luận tội cho nó vui, nhưng làm thế tốn thời gian và tốn tiền. Anh giải thích cho em với, thấy nó ngây ngô sao đó. Cái đó là giá trị của sự tự do, đúng không? Cái sự tự do nó có hai mặt. Giờ ví dụ như mày lỡ mày quýnh con mày cái mày ra tòa, mày ra tòa biết làm gì không? Nộp tiền cho chính phủ. Ở vậy đó mày, hiểu sao? Cái giá trị của sự tự do đó là luật của Mỹ. Thì mình sống ở bển phải chấp nhận ở bển thôi, chứ mình đâu thể nào mình lấy ở Việt Nam ra mình kèn cửa ở bển mình nói nó kỳ, nó vậy đó. Mày có nói nó kỳ, tao thấy nó kỳ mà. Tự nhiên thằng dân cu đen nó rảnh háng nó nộp tiền đóng thuế cho nhà nước, để nhà nước ngồi đó thuê mấy ông nội đó ngồi đó xử xử mấy cái xàm. Bây giờ cái chuyện hòa hợp hòa giải nước Mỹ nó quan trọng muốn chết, không lo đi lo moi ông Trump ra đập mốt ông điên lên, ông lập cái đảng mới ngồi đó khóc. Tất cả đều là tiền của dân và doanh nghiệp hết, nó là như vậy đó mấy em. À, bên Mỹ dân có được bầu ông Trump cầm đầu đảng Cộng Hòa không anh Duy? Bậy. Cái chuyện ai cầm đầu đảng Cộng Hòa là cho đảng nó bầu, chứ sao ông Trump bầu được, sao dân bầu được, dân nào bầu vị trí trong đảng. À, ông Trump nên về hưu, Mẻo bây giờ cần sự hòa hợp khôi phục kinh tế, chứ nếu tình hình căng thẳng như thế này thì nước Mẻo đi xuống trầm trọng, đúng không Duy? Đúng, chính xác. Và người thắng cuộc là China, và người thắng cuộc là China. Mình không muốn nói điều này ra, nhưng mà China nó gặp thời rồi các bạn. Má tưởng đâu là năm 2019 ông Trump đè nó xuống được miếng mừng, mà ai ngờ nó đá ông Trump về với Chúa luôn, bay ghế tổng thống luôn. Má trời, xanh Mỹ sao còn xanh China. Má thiệt, đúng là hai quốc gia nó ân quá tình thù với nhau sao á. Má quá, trời xanh Mỹ sao còn xanh China.